Cần Thơ, đình chỉ công tác phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường sau vụ cô gái khoe đã tiêm vaccine. Mới đây dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc cô gái khoe trên mạng xã hội đã được tiêm vaccine, cô này cho rằng đã xin ông anh để được tiêm. Ngay khi nội dung trên được đăng tải, cộng đồng mạng dậy sóng, không ít người tỏ ra bức xúc và cho rằng cô gái này là người nhà của cán bộ nào đó nên được ưu tiên, trong khi các đối tượng là người cao tuổi, người bệnh mãn tính vẫn chưa được tiêm mũi nào, như vậy liệu có đảm bảo công bằng tiêm chủng đối với người dân? Về vụ việc trên, chiều ngày 11 tháng 9, thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Phú trong 15 ngày để thực hiện quy trình kỷ luật cán bộ theo quy định do liên quan vụ cô gái khoe được tiêm vaccine nhờ xin ông Anh. Trước đó, dư luận xôn xao khi cô gái có tài khoản Facebook tên LH chia sẻ nội dung đã đủ hai mũi vững tâm, kèm theo hình chụp giấy xác nhận đã tiêm vaccine Pfizer, BioNTech. Sau khi thông tin đăng tải, nhiều bạn bè của cô gái đã gửi lời chúc mừng, trong đó, có người hỏi sao tiêm được Pfizer. Cô gái LH trả lời do xin ông anh, Thông tin này khiến nhiều người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ tỏ ra bức xúc và cho rằng thắc mắc về lý do cô gái ưu tiên tiêm vaccine Pfizer. Qua xác minh, cô gái xác định là LTCH, 26 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều. Hát tiêm vaccine mũi 1 vào ngày 11 tháng 8 và mũi 2 vào ngày 6 tháng 9 tại đơn vị tiêm trung tâm y tế quận Ninh Kiều. Lúc này, Ủy ban Nhân dân phường An Phú báo cáo với Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, cô gái này là người thân của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Tuy nhiên, qua xác minh cô gái nói trên không phải là người thân của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Theo quy định thì đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí gồm lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia phòng chống dịch, thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên, quân đội, công an, nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh người cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, người mắc các bệnh mạng tính, người trên 65 tuổi, người sinh sống tại các vùng có dịch, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.